Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kim Thiên 80, Kim Thiên 80 dạng quan nhân 20 tục càng correct. Khi các bạn phần đi mô tả để tham gia chương trình này rất không ạ. Đầu tiên click phần đi mô tả chúng ta chatbot nó click được captcha VAU. VAU G M A R. Rồi đầu tiên các bạn nghe bạn nhận chút nha bạn xem nước cấp trang dự án đó. Rồi các bạn chọn 4 kênh group follow thì mình có giá như vậy. Rồi các bạn bấm nút set data. Rồi đầu tiên các bạn nâng cái sàn là bphantom.io, mình có để phần link mô tả, các bạn bấm đăng ký về tài khoản, các bạn dùm có tài khoản rồi mình bắt địa chỉ email vào các bạn. Ảnh nhân Quỳnh không ảnh nhân. Mình có làm hướng dẫn các bạn trên kênh sàn này, mình đã tốt cần nó cũng đã về các bạn. Rồi đầu tiên các bạn join hai kênh group nữa. Này mình có làm rồi. Rồi các bạn thoát ra. Rồi một kênh channel nữa nè. Rồi mình join rồi luôn các bạn. À quá đã. Rồi ghi là username G1 Telegram cộng anh 0329317799317. Rồi các bạn gỡ. Hay quá. Giờ các bạn subscribe thay world channel của nó. Rồi ghi là username. Chắc làm rồi đúng không? Ồ. Hoàn quá. Rồi các bạn like cho bạn nha các bạn. Và đây mình kiếm dần chủ dán nha các bạn. Bạn test lại cái bình luận đại đi. Test là 2-3 bài luôn cho chắc. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn ghi là username thay word. Các bạn giờ trang đầu ngư của mình ghi là username các bạn. Cộng Win VNNH9. Đâu gỡ. User get link email. Rồi các bạn ghi lại nữa. Email nữa mà. Khoan. You can invite user, you get link. Rồi các bạn bấm vào refer các bạn. Đừng link đây, các bạn lấy link giá mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Bấm vào account cái tài khoản mình được nhận chứ tốt cần. Rồi mình đã nhận được 20 tốt cần credit các bạn. Continue with giao rồi. Con này là ngày 17 tháng mấy đấy các bạn, nó thanh toán cho mình các bạn. Rồi mình sẽ vào cái sàn bình thường cho chấm yên cho bạn xem mà tôi cần nữa. Thôi không mà. Rồi đầu tiên các bạn đăng ký, các bạn bấm vào nút sign up nha các bạn. Đăng ký email, password, sinh nhật, password rồi. Dòng mail và confit nha bạn, dùm có tài khoản rồi bấm sign in. Rồi mình login luôn.
các bạn nào mà theo mình thì nhận được đợt hóm nha các bạn. Tôi cần skit coin này về được 10.000, tôi cần skit coin này nha các bạn. Mình chưa KC, mình chưa có cài vào mặt 2-3 nên bị phá tôi cần các bạn. Rồi BTS nữa nè các bạn. Chạy nhóc cái chứ. Sát. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới mình. Sau khi chương trình này có kết thúc nó sẽ trả tôi cần về đây nè các bạn. Để sang này nè các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.